Hôm qua anh em bảo là đọc comment như đọc thơ ấy, hôm nay thử đọc cái comment này thành thơ em như thế nào nhé. Tóc dài bung mà lờ, đi tẩy nhuộm là hết. Có được không nhỉ? Thôi đùa thế anh em nhá. Thì mình xin chia sẻ một chút, bạn này thì không biết là có làm trong lĩnh vực tóc tai hay không, nhưng mà mình chia sẻ cái video này không phải một cái ý gì mà chê bai hay là dìm hàng bạn cả, mà mình đôi khi có nhiều người có nhiều cách hiểu khác nhau. Đôi khi cái tóc của bạn làm như thế thì nó có thể nó xẹp xuống, nhưng mà dựa theo cái kinh nghiệm cũng như là làm nghề của mình thì mình chia sẻ anh em như này là để anh em biết cái việc của mình nhuộm tóc hay mình tẩy tóc ấy, nó là cái việc mà cái thuốc nhuộm này, cái màu này nó đi vào cái tóc của mình và nó bám vào trong đấy, anh em hiểu chưa? Nó bám vào trong đấy, bởi vì tóc mình đang đen đúng không, mình nó đi vào trong đấy, nó bám vào trong đấy thì nó mới nổi lên được màu, anh em hiểu chưa? Còn mình ép sai hay mình uốn mình nhuộm gì đấy là nó thay đổi hoàn toàn cái cấu trúc của tóc, nó khác nhau hoàn toàn nhé anh em nhé. Một cái là bám vào, một cái là thay đổi hình dạng của tóc đấy. Chính vì thế mà có chăng ấy, khi mà mình tóc mình bung ấy mà mình đi mình nhuộm thì không bao giờ nhuộm nhiều mấy đi nữa, chỉ có rụng tóc thôi, chứ nó là cái sợi tóc nó đang to như thế này, anh em nhuộm nhiều tẩy nhiều thì nó còn bé tí, nó manh mảnh như này thì anh em cảm giác là nó xẹp thôi, chứ nó không bao giờ nó làm xẹp xuống được. Tóc mới mọc ra nó sẽ vẫn lại bung như thế, bởi vì nó là cái bản chất của anh em rồi, anh em nhớ nhá, bản chất của anh em rồi, cái này không thay đổi được, rất khó thay đổi đấy. Chính vì thế mà anh em lưu ý cái vấn đề này để mà anh em không bị hiểu nhầm rằng là tóc của mình bung sau đó là mình cứ đi mình tẩy choét tóc ra, sau đó thì nó xẹp xuống cho mình, không bao giờ xẹp được. Kể cả là cái sợi tóc ấy, khi mà mình đang bung nó tẩy đi, khi mà mình tẩy nhiều đúng không, thì tóc nó mảnh đi, nó bé đi, nó bị bào mòn, nhưng mà tẩy nó vào nó bị bào mòn cái tóc đi thì nó bé đi, thì mình có cảm giác là nó gọn hơn, nhưng mà thực ra khi mà tầm một tháng sau thôi, cái tóc chân tóc mới này, chân tóc mới ở trong đầu mình nó mọc ra là nó vẫn là tóc khỏe, và bản chất nó vẫn là bung thì nó vẫn sẽ là bung, thì mọc ra thì nó vẫn sẽ là bung như bình thường, chứ nó không bao giờ nó thay đổi được cái vấn đề đấy nhá. Đấy thì anh em hiểu rõ cái vấn đề này, khi mà anh em nhuộm và tẩy tóc nó sẽ bám vào cái tóc của anh em đấy, còn khi mà anh em muốn ép nhuộm anh em muốn ép ấy thì nó sẽ thay đổi hình dạng của cái tóc đấy, nó thay đổi cấu trúc của cái tóc đấy, thì anh em nắm bắt được cái vấn đề đấy để mà anh em ấy nhá. Nói chung ấy, giữa hai cái sự lựa chọn tóc bung ấy thì anh em sẽ có hai cái sự lựa chọn, một là anh em cắt thường xuyên, nếu như anh em muốn cắt xanh vừa đẹp thôi thì anh em phải cắt thường xuyên đấy. Còn cái lựa chọn thứ hai đó là ép sai, thì những cái lợi thế của anh ép sai thì mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi đấy, không phải mỗi Việt Nam mình làm đâu, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, những nước châu Á hầu như làm hết, bên Tây thì nó ít đấy, tóc Tây nó mọc bám hơn đấy thì